Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video để máy mình sơn. Nhu cầu sử dụng máy bơm nước thì hiện nay rất là nhiều và nhiều bác đang phân vân không biết lựa chọn cho mình một chiếc máy bơm nước như thế nào để phù hợp với công việc. Thì hôm nay chúng tôi sẽ làm một video này để hướng dẫn các bác có thể lựa chọn cho mình một chiếc máy bơm nước phù hợp với cả công việc. Đối với các công việc mà cần máy bơm nước thì các bạn có thể lưu ý là chúng ta cần hai cái yếu tố. Thứ nhất là về lưu lượng và thứ hai là về cột áp. Thì đối với những cái dòng máy bơm nước thì các bạn có thể thấy được hiện nay thì phần lớn đều là sên chân không và đều đạt được những cái tiêu chí đấy. Và ngoài ra có một cái nhu cầu sử dụng nữa, đó là sử dụng để bơm tưới. Bơm tát, không phải là bơm tưới, là bơm tát. Tức là các bạn bơm chỉ cần lưu lượng lớn thôi mà không cần cột áp. Đó là những cái công việc ví dụ cụ thể luôn là bơm ruộng. Thì các bác ví dụ có thể bơm từ thửa này sang thửa kia mà không cần phải cần cột áp, không cần đẩy xa, chỉ cần bơm từ bên này sang bên kia của cái bờ ruộng thôi, mà cần một chiếc máy bơm nhỏ mà cái lưu lượng lớn. Đấy, thì là có rất là nhiều cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Do đó thì hôm nay chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác thế nào là nên chọn một chiếc máy bơm như thế nào là phù hợp. Trước mắt các bạn đây là 5 mẫu máy bơm nước được sử dụng rất là nhiều trên thị trường. Chúng tôi sẽ nói qua với các bạn thì các bạn có thể thấy được. Thứ nhất là về phân về cái công suất ấy, thì nó sẽ có các loại công suất khác nhau. Như cái mẫu Robin AI08 này thì công suất của nó là 2 HP. Cái mẫu mẫu Honda G100 kia thì công suất của nó là 2.2 HP. Mẫu Honda G110 ở đây công suất của nó thì là 3.5 HP. Còn cái Honda G120 này công suất của 4 HP. Và chiếc AI08 này công suất của nó là 2 HP, nhưng mà chúng tôi đã chuyển line qua họng sên 76. Và chúng tôi sẽ nói cụ thể cho các bạn biết được từng loại bơm này nó phù hợp với từng công việc như nào cụ thể luôn ấy. Rồi, trước mắt các bạn đây là hai chiếc máy bơm nhỏ, bơm AI08. Thì với những cái dòng bơm này, nó trọng lượng của nó nhẹ, nó nhỏ gọn, dễ tiện xách tay. Các bạn có thể thấy được cái thiết kế xách tay như này để nó rất là tiện khi việc di chuyển. Các bạn di chuyển từ cái khu vực này sang khu vực kia nó rất là thuận tiện thôi. Chỉ cần xách một tay đi thôi, nó không cồng kềnh như những cái bơm khung như thế này. Như vậy cái ưu điểm của dòng AI08 này là trọng lượng nhỏ gọn, tiện, dễ dàng xách tay, công suất nhỏ 2.0. Chiếc bơm Honda này cũng vậy luôn. Và các bạn có thể thấy được cái sên zin của nó là cái sên tùy theo từng loại. Như cái sên này là sên ống 25 này. 25 này các bạn thấy không? Nó thu về 25. Và các bạn có thể thấy được cái cột áp của nó đạt đến là 38m. 38m cho một chiếc bơm AI08 4.0. Hoặc là chiếc bơm này cũng thế thôi, VKB. Chiếc này cũng là bơm sên chân không. Chiếc này thì cột áp của nó phải đạt hơn 30m, tầm 35m. Và lưu lượng của hai chiếc này thì nó sẽ đạt rơi vào tầm khoảng 140 lít. Thì hai chiếc máy này các bạn sẽ sử dụng trong những cái công việc. Ví dụ như là các bạn có thể bơm tưới ra vườn, các bạn bơm đẩy những cái tưới những cái khu vườn của các bạn. Ví dụ các bạn trồng rau, các bạn trồng bưởi, các bạn trồng cây hoa màu ngắn ngày thì các bạn có thể sử dụng những chiếc máy bơm này. Thì những chiếc máy bơm này nó sẽ cho các bạn lưu lượng 140 lít đến 160 lít và cái cột áp của nó sẽ rơi 38m. Tức là nếu mà các bạn đẩy ở vườn ấy khoảng tầm đôi 300m thì vẫn ok, nhưng mà không có dốc. Hoặc các bạn đẩy dốc thoai thoải thì nó sẽ không đẩy được 200-300m, mà tầm hơn 100m thì vẫn thoải mái. Thì hai chiếc máy bơm này nó phù hợp với cả những cái công việc như vậy. Thứ nhất là bạn cần nhỏ, gọn, nhẹ, dễ xách tay, dễ di chuyển và đẩy tưới, bơm tưới thì các bạn nên chọn những cái bơm này. Rồi một cái mẫu nữa thì là cái mẫu bơm này. Bơm này là bơm Robin AI08, tức là động cơ vẫn là Robin AI08 các bạn nhá. Nhưng mà cái sên của nó thì chúng tôi đã chuyển qua sên 76 rồi. Tức là khi các bạn sử dụng cái sên này, sên đây là sên zin này, tôi đặt cạnh để các bạn có thể dễ hiểu nhá. Đây là sên zin, sên này gọi là sên chân không. Còn sên này là sên 76, sên này là sên bơm lưu lượng, các bạn thấy không? Cái sên này tức là hai cái động cơ này đi nhau, hai cái động cơ này đều là một luôn. Đều là AI08 họng 2.0. Và chiếc này thì chúng tôi đã tháo cái bộ sên zin này ra và lắp vào đó là bộ sên 76. Sên 76 có nghĩa là đường kính ống hút và ống xả là 76. 76 tức là 7/6 ấy các bạn nha, gần 80mm ấy. Đây, cái sên này là sên chân không. Còn cái sên này không phải là sên chân không. Thì đối với cả cái ưu điểm của cái dòng này nó sẽ bơm được lưu lượng rất là lớn. Các bạn bơm lên đến khoảng tầm 600 đến 700 lít trên một phút. Tức là khi các bạn bơm ruộng ấy, các bạn bơm từ bên này sang bên kia nó rất là tiện. Các bạn không đẩy được xa nhá, các bạn lưu ý nhá. Cái này là không đẩy được do nó không phải là sên chân không, nó không có lực.
Đây bấu bơm nó, đây các bạn thấy không, nó không có lực, nó chỉ đẩy được lưu lượng thôi, hút lưu lượng thôi. Tức là các bạn hút số lượng lưu lượng nước lớn thì các bạn dùng chiếc này nhá. Đấy, hoặc là các bạn mua những chiếc như này chuyển sang sen bơm như này là các bạn có thể bơm lưu lượng. Đấy, vì nhiều những bác cần lưu lượng lớn 6 đến 700 lít mà không cần cột áp thì các bạn có thể sử dụng, mà cần trọng lượng nhỏ gọn nhẹ thì là các bạn có thể chọn chiếc AI08 chuyển sen 76 nhá. Còn đây là sen zin. Sen zin thì dùng cho các bác nào mà muốn bơm tưới. Ok, rồi. Đây là hai chiếc nhỏ gọn nhẹ đối với các bác nào mà có tuổi rồi mà cần xách tay thì có thể dùng hai chiếc này. Còn đây là hai chiếc công suất lớn hơn. Thì các bạn có thể thấy được đây là hai chiếc công suất lớn, một chiếc là Honda GX120 4.0 và một chiếc là Honda GX110. Về thông số của động cơ của chiếc GX110 này thì các bạn có thể thấy được nó là 3.5 HP. Chiếc này là 4.0 HP. So giữa đây các bạn có thể nhìn kích thước máy này và cái công suất của nó cũng không chênh nhau nhiều, chỉ có 0.5 thôi, nó cũng chả làm cái gì quá to tát cả. Về thông số của nó không chênh nhau nhiều. Về bộ sen bơm của nó cũng gần như là y xì đúc như nhau luôn. Các bạn thấy không? Gần như nhau luôn. Đều là họng 50. Đều là sen bơm 50 và đều là sen bơm chân không. Thì với những bác nào mà cần lưu lượng lớn, lưu lượng lớn các bác nhá, thì các bác lưu lượng lớn mà vẫn đẩy được áp, tức là các bạn cần chiếc máy khỏe vừa có áp mà vừa có lưu lượng. Các bạn hiểu không? Vừa có áp vừa có lưu lượng thì các bạn có thể chọn hai dòng này. Và cái việc mà các bạn đắn đo giữa hai dòng này ấy, là một cái là thiết kế tay xách theo kiểu là xách tay, một cái là thiết kế theo kiểu khung. Mỗi cái sẽ có một ưu điểm này. Cái xách tay thì các bạn có thể cầm một tay B di chuyển qua khu này khu kia tiện một mình thôi, cầm một tay. Còn chiếc này các bạn phải ôm đây vì khung. Nhưng mà cái nhược điểm nó sẽ là ưu điểm. Thì với cái chiếc này các bạn thấy khung của nó sẽ chắc chắn hơn. Các bạn để ở những cái địa hình nó dốc thì các bạn không ngại cái vấn đề đổ. Rồi là khi mà nó đổ thì những cái khung này nó sẽ ngăn, nhiều nó lăn như thế này, lăn như này này. Các bạn thấy không? Thì cái phần động cơ của các bạn nó sẽ không bị móp méo, không bị tác động trực tiếp vào đất. Đấy, còn cái này khi mà các bạn đổ như thế này thì nó sẽ lập tức nó sẽ bị dễ bị móp méo ngay. Thì mỗi cái nó sẽ có một ưu điểm. Hai chiếc này nha, về thông số của nó như nhau, gần như nhau luôn. Động cơ, một thằng 110, một thằng là 120. Một thằng thì xách tay, một thằng thì khung. Hai chiếc này thì các bạn, một thằng thì xách đi vận chuyển dễ hơn. Thằng này thì khó vận chuyển hơn, vận chuyển nó lằng nhằng, nó phải bê. Nhưng mà ngược lại thì thằng này nó an toàn hơn khi bạn sử dụng. Nó đổ nghiêng nọ kia này, các bạn đổ nghiêng này thì cái phần khung của nó sẽ bao quanh, che chắn bảo vệ phần động cơ của bạn, không bị móp méo. Còn cái thằng này mà rơi đổ cái là sẽ bị dễ bị móp méo luôn. Đấy nhá, đây là hai cái lựa chọn. Cái lưu lượng của dòng này khoảng tầm 500 đến 600 lít trên phút, và cột áp của nó cũng rơi vào 30 m. Tức là các bạn vừa cần lưu lượng và vừa cần cột áp thì các bạn có thể sử dụng dòng này. Các bạn cần máy bơm tưới nhỏ gọn nhẹ tiện dụng, có lưu lượng ít nhưng mà cần đẩy thì các bạn sử dụng dòng AI08 hoặc Honda G100 theo sen zin. Còn nếu mà các bạn muốn nhỏ gọn, chỉ cần lưu lượng thôi, không cần đẩy xa thì các bạn có thể chọn AI08 và chuyển sang sen 76. Đây chúng tôi đặt cạnh cho các bạn để các bạn có thể dễ dàng tiện theo dõi. Rồi, sau đây là hết cái video mà chúng tôi hướng dẫn với các bạn nên lựa chọn chiếc bơm nào phù hợp với cái nhu cầu sử dụng. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy video này hay vui lòng like, subscribe kênh YouTube để máy Vi Sơn liên tục cập nhật những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.